vào nha. Rồi nói đừng có nhúng. Hôm nay thì mình sẽ cho núi TV3. Mình sẽ làm kênh nhìn buổi sáng tới những chú khỉ nha. Dạ. Thì quay nha mọi người. Đừng cho nhỏ cầm cây con khỉ thấy tưởng đánh nó cắn á. Ừ, cất cái cây đi con. Thôi nó có quờ nó đâu. Nhưng mà con cất cây đi. Cất cái cây, nghe không? Biết rồi, xe nè. Được vô. Cầm tay đưa. Đó. Không không, nó hiền mà. Nó con nó hiền, nó nhỏ xíu à ha. Tại mình sợ thôi. Vô đi. Rồi, nhẹ nhẹ quay mặt qua. Tối lên Facebook coi nha. Qua này cho nó ăn nè con. Đi đi.
Không có đưa tay không cho nó được. Nó nghĩ là mình trêu nó đó. Đúng rồi. Tối lên YouTube coi. YouTube. Ừ, chú làm YouTube. V3. Mở cái kênh núi thủy V3 đó. Núi thủy V3. Dạ. Núi thủy V3. Cái nhóm của mình có tên gì không? Dạ, không có tên gì hết. Giờ qua bển đây chú quay cho. Chú quay hả? À. Chú quay một đường tối về. Rồi, 1, 2, 3. Ê. 2, 3. Mẫu xong con à. Bán tiền đi mọi người. Bán tiền đi. 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Không phải. Cảm ơn chú. Kiến ơi, Kiến. Chạy đây.
thôi nha, vui nha, lòng đất nha. Đi. Kia đúng không? Con già kia không? Không biết nè. Con già kia mất tiêu ta. Không, hồi nãy thì con cầm nãy trước là nó vượt qua cái chuối kìa. Nó không uống đâu, đừng đưa. Con đừng chọc nó. Có chọc lòng má. Rồi vô nói gì đó nói đi. Đứng trong kia kìa. Rồi cảm ơn sao. Bấm lại lòng tôi. Đây 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 đây. Rồi cảm ơn. Bấm vô. Rồi bấm. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhìn vậy đây đừng có múa. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì giờ mọi người sẽ nhấn like, subscribe, nhấn chuông phía dưới cho mình nhé. Dạ. Yeah. Like đồ tùm lum, chia sẻ đồ nữa để nhận được những video mới. Rồi, bye bye. Bye. Lui. Qua cái hộp gà đó, bộ tới là được. Ừ, đi đúng rồi, đi bộ. Vài bước là tới rồi.